nếu mà cô chú anh chị thân thân của kênh Trang TV, hôm nay là cuối cùng đàn dung dân dung dễ giác kể đi chơi quay ở xã Tịnh Biên, An Giang. Dạ, vừa xong là mới quay hình cái shot cuối cùng rồi. Bây giờ mọi người chuẩn bị di chuyển lên xe để về lại Sài Gòn. Xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị bữa giờ đã theo dõi, yêu thương và ủng hộ cho cả ekip. Mong là sắp tới khi chị Dung Nhan Dung Dẻ lên chương trình Dung Nhan Dung Dẻ Giác Kể Đi Chơi thì quý bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ. Dạ, bữa giờ thì Trang chỉ có dám chia sẻ một tí xíu hậu trường thôi để quý bà cô chú anh chị cùng biết hành trình của các anh chị em đã đi qua các tỉnh nào. Đầu tiên là qua Tiền Giang ở Sang Hữu Thử, xong rồi xuống An Giang chỗ nhà anh Thái, và hôm qua hôm nay là ở Tịnh Biên ở nhà của bé Thắm Tịnh Biên. Dạ đây, các anh chị vừa quay xong rồi, bây giờ Trang sẽ cập nhật tình hình để quý bà cô chú anh chị cùng biết nha. Tại vì Trang thấy quý bà cô chú anh chị rất là thương Trang, với lại mọi người trong ban kiếp hay hỏi thăm lắm là ở đàn hôm nay đi như thế nào, không thấy chia sẻ. Dạ, xin mời quý bà cô chú anh chị cùng giao lưu với lại ekip Dung Dân Dung Dẻ Dắt Trẻ Đi Chơi. Dạ đây, mấy bữa nay là được cái quay ở chỗ thốt nốt của bé Thắm nên là mình được uống nước thốt nốt hoài luôn, quá trời đã khát. Ưng hả má? Bữa nay ngon nè, nó hôm qua đậm quá, bữa nay nó lạ quá. Nhưng mà hôm qua hồi sáng bé Thắm kêu là mỗi cây nó cái nước nó sẽ hơi ngọt khác nhau một xíu. Nhưng mà nói chung là bữa nay biết ý mình rồi, ngọt quá, ai ăn ngọt thì ngọt, nhưng mà tại vì mình có tiền sử bệnh cho nên mình không dám ăn gì. Ăn ngọt. Lẹ ha má, hôm qua em mới bữa nào mới bắt đầu đi, hôm nay về. Bữa nay lẹ ghê chứ, hồi mới đi thấy nó rườn dài thăm thẳm rồi bữa nay giờ nó lẹ thiệt chứ. Nói chung cái có cái bữa tiệc này mà không chia tay. Nỗi buồn có, niềm vui có. Xong về đâu có bữa tiệc chia tay đâu, tiệc nào đâu. Mới ăn bánh xèo đó má. Trời tiệc ngày nào cũng là tiệc luôn á. Bữa rày ăn uống. Đây là bé Thắm. Dạ, hot girl thốt nốt. Anh nắm bé Thắm là coi như xe chở được bao nhiêu là bé Thắm sẽ gom hết quà để tặng hết cho Tịnh Biên. Hot girl Tịnh Biên. Quá trời dễ thương hả má? Dễ thương vô cùng mà đẹp gái nữa. Dạ. Trời ơi. Mắt chị á. Này này quá. Ê, nhưng mà khi nào con mặc áo trắng này được cái nước này nó dằn vô mình có bị gì. Nhưng mà đâu có giặt ra được hả? Chạy chờ mà sao có mặc đồ trắng vậy? Chùa nãy mà là chùa gì con? Dạ chùa bánh xèo. Không, hình đó má. Nó tên là Đông Đông gì đó. Thiền Diệu. Đông Lai. Đông Lai, đúng rồi Đông Lai. Nó là Thiền Diệu. Kèo tao biết nhiều không? Ta đang đi kích kinh chứ chụp hình bóp Facebook mùi bánh xèo. Nhưng mà bánh xèo người ta sẽ biết hơn. Đúng rồi má. Má cho cái cảm nhận của cái hành trình vừa rồi má ơi. Của cái tour vừa rồi á. Chứ thấy chị Dung là bất mãn lắm á. Ai là cũng thấy thương cho chị Dung luôn á anh đấy. Mang tiếng là Dung Dân Dung Dẻ Giác Kể Đi Chơi mà làm trọng tài cũng không ai tin tưởng mình, không ai tôn trọng mình. Mà cái nhất là Thương Dược nó ăn thua là đứng trung độ nó, mà cái dành mặt nó ăn da thấy sợ luôn vậy đó. Chung tim đó. Chung tim mà còn dạch mặt nhau đó. Ăn da thấy sợ luôn. Còn anh Thái là chuyên gia bị anh Khương ăn hiếp luôn. Chơi game là cũng bị anh Khương ăn hiếp nè. Thì nhận sai thì mới cãi bởi rồi đúng sao mà nó sai nó cũng cãi mình đúng luôn. Trời ơi, cả tới bới luôn. Vậy mà chanh chút rồi nó nói mình ăn da không à. Con mua thì con ý con mua con lấy tiền đồ ăn mà là con lấy tiền. Chứ nó cũng không biết à. Thôi con không lấy tiền đồ ăn á. Con không biết đó, tôi nói như hai này nè. Nói với mấy bạn, cái này mình không biết bạn ơi. Bạn cứ lấy đó bạn, chứ mà mãi lấy kỳ lắm. Bữa sau đàn mình lại thua. Dễ thương quá, chuyện thương luôn. Bữa giờ mai mốt ai dám xuống nhà nên lấy là trao luôn á. Thiệt. Thôi không lấy thì tao mới dám xuống. Ông bơm. Ở đây chị Kiều biên tập của chương trình Dân Dân Dẻ Giác Kể Đi Chơi. Có cô chú anh chị mà xem chương trình mà thấy có gì thì cứ góp ý cho Trang nha. Với lại chị Kiều, chị bé Ngân, chị Mai, bé Lệ, bé Nhi, dạ. Và xong rồi có khi mấy cô chú anh chị ở mấy tỉnh khác á, cái có mấy chỗ hay hay á lại gửi cho mình để mình đi nữa. Đó, xong rồi cái chương trình Dung Dân Dung Dẻ Giác Kể Đi Chơi mình sẽ được đi nhiều tỉnh hơn. Quá chị vui. Hay là Trang đi thăm từng người trong mấy kiếp đi. Dạ, đây. Ba Giang. Chào khán giả. Chào khán giả của kênh Sang ATV. Bữa giờ là Ba Giang đi cùng với tụi con là chương trình Học Đời Đổi Đời. Chưa? Đúng rồi, năm ngoái Học Đời Đổi Đời. Hôm sau miệt vườn với lại chương trình này. Mỗi chương trình là một kỷ niệm hả ba? Mỗi chương trình là một kỷ niệm ha.
thương Ba Giang lớn tuổi rồi, Ba Giang thương anh em, mình ra vẫn làm, vẫn hỗ trợ cho anh em. May mà đi tiếp chắc Ba Giang cũng đi luôn á. Cũng chưa hứa được. Nay đợt này đi Ba Giang có được gì món ngon ha? Dạ mát, mát từ từ, mát bình tĩnh mát. Ba thích món gì nhất? Máy nào? Ba hả? Dạ. Món nào thích mà đều... Để coi, tự nhiên con hỏi bất ngờ quá. Có cái món mà ớt á, ớt nướng mồi á. Toàn là tôi với lại ốc đá gì ta. Ốc gác bếp. À, ốc gác bếp của ông Minh Thái á. Đây, ốc bếp, ở bếp ông chủ đây. Ông chủ đọc số điện thoại luôn ông chủ. 0343448467. Dạ, đó, cô chú anh chị ăn ốc gác bếp á thì có gì gọi điện ủng hộ cho anh Thái. Chứ ở đây anh em ăn là đều khi ngon hết á. À, đúng rồi, dạ. Có ốc nọ, ốc mấy á, nó bự bằng nửa cái mặt của bài. Đó, đây, đây là cũng có nhiều cái ngon. Giống như bánh xèo chỗ bánh cọp, bánh xèo chỗ anh Phước á. Dạ. Ờ, nhân giả lắm rồi. Mà tính ra cái giá thì ở người miền Tây thì thực sự làm bán buôn á, chân chất á, cái giá rất là rẻ luôn á. Mọi người ăn ăn rất là ngon nha, chứ không phải mà rẻ mà ăn bậy bạ đâu. Ăn thì ngon đúng. Về miền Tây lần này, ờ bên nữa, bông điên điển ăn ngon quá trời con ha. Không phải là chỉ nghệ sĩ mà ekip đi cũng được mở mang tầm mắt rất là nhiều. Dạ, đó, người hùng thầm lặng thứ nhất, người hùng thầm lặng thứ hai đây, vừa làm tài xế vừa làm quay phim luôn, như là thức nguyên ngày luôn, thức từ sáng đến tối, mọi người lên xe còn ngủ với cậu Tư là mở mắt luôn, thức hoài luôn. Sao cậu Tư đi đợt này là cậu Tư ưng cái gì nhất, ưng món ăn hay là ưng cái gì nhất, ưng cái gì kỷ niệm gì nhất không? Nói chung thì hay là ưng ai nhất không? Đi chuyến này thì nói chung là từ đầu tới cuối là ok hết. Dạ. Mệt. Với lại về miền Tây bà con ăn cá nhiều quá. Cô Tư thì không ăn cá được. Hơi bức xúc. Bà con ăn cá nhiều quá mà mình ăn cá không được. Tức. Nhưng mà ốc gác bếp thì được đúng không? Đúng rồi, ốc gác bếp thì được. Mình biết mình làm cái món đó đằng đãi cô Tư mà. Tính bán khô bán cá ra mà thấy cô Tư ăn cá không được thôi là bóc gác bếp bán. Trời ơi, quá trời. Không, mà cậu Tư ăn, là ăn ốc ngon không? Ngon anh. Nè, nấu cà ri cũng ngon nè. Đúng rồi, bữa ăn cà ri nấu ngon. Mà tiếc là hôm đó cái món cà ri hơi ít thôi. Ít, đúng rồi, hơi ít. Không phải là anh đem bóc ít nha. Đó là gì cái giả vừa hả? Tại vì do lúc mà mình chế biến cái đó, mình để dành để nướng nhiều hơn. Cái đó nó nấu nhiều quá thì nó cái vị nó có được như vậy đâu. Em cô chú anh chị biết để lúc mà mua ốc về thì ngoài mình nướng á, mình hoặc là hấp thì mình có thể làm cái nấu cà ri. Nấu cà ri. Nấu tiêu nữa mà ưng ngon, ngon bụng ai ăn cũng hay ngon hết. Rồi đây là dàn mỹ nữ biên tập của chương trình. Đây là Nguyễn Thiên Ngân. Ủa giờ đó, xíu quay. Quay nó tội nghiệp, nó đang trẻ ke kìa. Tôi cũng quay đến bà Ngân là cô chú anh chị hỏi thăm Trang là ủa Trang với bà Ngân xích mích gì? Mà sao mà mỗi lần quay đến bà Ngân là mà bà Ngân lạnh lùng, giận dữ. Thanh Minh đâu mấy lần quay mệt lắm mọi người ơi. Nhưng mà không ưa là mình không đi chung rồi. Bà con cô bác đừng có hiểu lầm nha. Gì nữa? Thì quay gần quá à. Mặt em sẽ rất móm. Đeo khẩu trang đâu có thấy gì đâu. Mấy cũng tội mấy Ngân lắm, mấy Ngân thay nguyên một bộ đồ mà ba đẹp thiệt là đẹp luôn. Để đi quay phim. Để xíu nữa tính quay livecam ghép vô cái MV mới của mấy Ngân chuẩn bị ra một cái MV mới, tại mặt mới này nó thoải mái nên là mặt mít cho Hải luôn kìa. Mặt cái này thoải mái hay là sáng có âm mưu rồi chị Dung? Đấy, mấy Ngân làm có đây là có âm mưu quay MV trước rồi không? Nói là khi nào ra ruộng thúc nốt đồ này kia cho em bay livecam. Sáng cho bay quá trời bay luôn á. Mà chưa được cảnh nào riêng của em hết trơn á. Thái ơi, chủ bắt xe về đi, ai mà chở về nữa. Đó. Dạ. Rồi bé Ngân là biên tập của cô này. Sắp tới là học để đổi đời á, là Trang sẽ làm sản xuất chính xô. Bé Ngân sẽ làm đạo diễn xô. Hai chị em là xong kiếm học bích luôn. Cho nên bé Ngân là làm chung với năm nay là cũng được 7 năm hả Ngân? Được rồi, làm công ty giờ. Chưa đến 7 năm. Mấy năm? 5 năm công ty, 2 năm anh Khương. 1 năm chị mới em làm gần 5 chị mới vô. Chị làm công ty là 5 năm á. Là em làm 6 năm công ty. Không? Lâu vậy hả? Là 7 năm rồi đó. Gần 7 năm, chắc gần 7 năm. Em hay quên lắm mà không nhớ. Cảm xúc của bà Ngân khi làm chương trình này? Nói chung là này làm thì ít vui chơi thì hèn chi đấy, mỗi lần live stream với cô chú anh chị để đi chơi, toàn kêu là chúc các em có một buổi đi chơi vui vẻ. Nói vậy chứ cái này là cái thợ mà con có ba.
làm cái kiểu trải nghiệm này thì mình vừa đi, mình vừa quay, mình vừa coi như mình vừa được trải nghiệm chung luôn, nên là gọi là vừa làm vừa chơi là vậy. Đó. Nhưng mà lúc làm là làm, lúc chơi là chơi chứ không phải là chơi mỗi đi chơi một nhiệm vụ. Đó. Nhưng mà cũng rất là thích, em rất là thích đi miền Tây nên là đi mấy cái này em thích lắm. Hy vọng những lần sau chị Dung sẽ tổ chức thêm nhiều cái giấc trẻ mùa 1, mùa 2, mùa 3 nữa. Không chỉ là dắt trẻ mà dắt ekip đi chơi cũng được. Không những là dắt miền Tây mà mình còn dắt tất cả các tỉnh thành khác. Các nước khác luôn đúng không ạ? Các nước khác thì hơi khó. Ví dụ lên miền Tây Nguyên, đồ Tây Bắc, những cái nơi mà... Tại vì những địa điểm đó thì nó hơi xa. Nên thành ra là giờ cái tour đầu tiên thì mình đi miền Tây thì nó sẽ thuận lợi hơn. Đó. Và hy vọng bà con cô bác mà ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục làm những cái... tour đi những cái vùng miền khác xa hơn. Nếu mà cô chú anh chị mà mấy tỉnh khác mà có cái chỗ nào hay á, thì giới thiệu, nhưng mà tỉnh nào mà đừng ít ăn cá ở nhà chứ không là cậu Tư. Không, nói vậy cậu thôi, là không ăn được. Ví dụ không có cái gì ăn thì mình vẫn ăn cá. Nhưng mà nếu có sự lựa chọn thì mình không có chọn ăn cá. đưa cái điện thoại đó qua. Dạ, còn đây là một Việt kiều. À, cô giáo giảng viên tiếng Anh ở nước ngoài mới về. Bữa giờ nắm là đã mới khai giảng lớp học tiếng Anh để cập nhật phổ cập cho mọi người. Ôi, giờ em bận lắm. Giờ em đang dạy học tiếng Anh online. Xếp lớp hả? Xếp lớp, đang xếp lịch giáo án các kiểu. Dạ, bé nắm đợt này là đi làm sản xuất luôn, giám đốc sản xuất của chương trình này nè cô chú anh chị. Vừa làm ghê, trời nên trước bao giờ vậy? Sao kỷ niệm của Thắm cho của cô nắm trong chương trình này? Dạ. Kỷ niệm thì chắc mọi người cũng như em thôi, tất cả mọi người đều vui, đều được ăn ngon. À, tuy là em nấm có thiệt thòi hơn vì em nấm là kén ăn, không ăn được tất cả, hầu như là tất cả các món trong chương trình thì em chỉ ăn được mỗi gà với lại con ba khía thôi mọi người. Ba khía hấp mới ăn được chứ ốc là cũng không ăn, ba khía em cũng không ăn, ốc cũng không ăn, cá cũng không ăn. Dạ, không phải không ăn mà ăn thì không ăn, em cảm thấy ăn nó không ngon miệng. Thì ra cái gì không ngon miệng thì thôi mình không ăn nữa. Dạ. Nên là chỉ thiệt mỗi cái đó thôi, chứ còn ăn uống thì vui lắm mọi người. Tối nào mấy anh em cũng thức trắng đêm để kéo xì rách. Đó. Hết mình đến tối. Dạ, tất cả đi làm thì hết mình mà chơi thì xuyên đêm. Dạ, chơi hết hồn. Rồi chơi cùn, những người có những người thì chơi cùn lắm cả nhà. Chơi hơn thua, chơi kiểu thua bài xong rồi còn nhiều là khô máu á mọi người. Đây bên này không? Bên này không? Đó. Còn có những người chơi kỳ lắm, rủ chơi xong tối đi ngủ đây. Đây đó. Mà không chơi đó bà, mọi người. Đó là rủ xong rồi tối là ngủ luôn. Đó, ngủ luôn rất kỳ luôn. Phá game á, mấy người phá game lại chơi không bền. Đây còn một là cảm ơn bé Nám. Dạ. Thiên thần trong chuyện tranh nữa. Đây, đạo diễn của chương trình Dung Văn Dung Vẻ dắt trẻ đi chơi đợt này. Dạ, chị Mai Mami. Này, hôm nay chị Mai Mami là phò phạt rồi. Con gái bé nhỏ đó là hôm nay là gánh hết trọng trách của cả team. Sao ạ? Chia sẻ được không ạ? Trời ơi, hôm nay là chị Mai phò phạt rồi 4 ngày là... Đúng rồi. Da trắng bóc, xưa chị Mai là da trắng bóc đó. Mà đi là tại quên mang nó, mà tại cứ chạy theo để quay cho kịp khung hình đó cô chú anh chị. Đúng rồi. Làm series đầu tiên của chị Dung mà ekip phụ trách cho chị Dung, hỗ trợ chị Dung là... Cho nên là mình cũng dùng hết tâm hết sức vô mọi người ạ. À. Mốt phải kiếm cái nón cái này làm có dây rồi đó, mà lúc nào đi quay cái chị Mai vụ á không mấy cái quên mà. Mốt phải kiếm cái gì mà xích vô người luôn cho nó không có bị đen. Thì đó, vẫn đen, nói chung là quen rồi. Nói chung bước vào con đường làm công việc là mình đã quen rồi. Đó, bây giờ là ngày thứ tư rồi, là ngày cuối của mình. Sao Trang quay sát quá vậy ta? Sát là tại không có micro á, micro em bị hư á, thành ra em sợ nó không nghe. Hôm nay là mình xuống Tiền Giang chỗ anh Thái là từ ngày 1, hôm nay là ngày 4 rồi. Lẹ ha. Lúc đi thì thấy lâu lắm. Lúc ngày đầu đi á thì thấy ngày đầu thời gian nó trôi qua chậm lắm. Trời đất ơi. Bà Nhi ơi. Ý bà em ơi. Rồi. Coi chừng đập bánh chai mấy Ngân. Mang dép vô coi chừng đập bánh chai. Đó, ngày đầu thì thấy nó trôi qua chậm lắm, bây giờ là thoáng một cái là đã ngày thứ tư rồi.
anh Thái buồn lắm nè, mọi người xuống quậy Thái, Thái vui với giờ về hết, anh Thái buồn lắm. Buồn này buồn thiệt chứ, chia tay trong ngậm ngùi. Anh Thái mỗi lần đi với em thì Thái rất là vui đúng không? Cười mà cười ha ha luôn. Đi với mấy em không vui, đi với ai vui? Nói chung ra là của mình nó cũng như là nó cùng tần số với nhau rồi, nó hiểu với nhau rồi, dễ chơi. Đâu em đâu có tiền tầng gì. Vậy em cao hơn xíu, bỏ em qua bên đi. Em là tầng là đà dưới. Anh Thái giờ gắt miếp là phần cao lắm rồi, tối phần cao lắm rồi. Nhưng mà làm chương trình này xong là thấy hãnh diện ha. Hãnh diện ông ta để về coi coi khán giả ông bà có ủng hộ không. Nhưng mà mong là chương trình này hết tâm hết sức hết lực của mấy anh em luôn thì sẽ được quý mà của chú anh chị. Là chị Dung á là làm YouTube là cũng 2 năm trời nay. Đúng rồi, là đầu cái series đầu tiên mà chị Dung là cái người đầu tiên. Vậy đó, hết liền rồi. Có giận cái gì đâu? Có giận cái gì đâu? Ủa vậy hả? Nói vậy cho nó sang hả? Đang giữ cái gì? Đang giữ cái gì? Đó, cho nên là nói chung còn nhiều bối rối lắm và cũng có chị có gì là thông cảm ủng hộ chị Dung để mình rút kinh nghiệm mình làm những mùa mình thêm cái động lực nữa để đúng mùa rồi. Sau mình làm mình vẫn tốt hơn. Đúng rồi, mùa sau chị làm á chị sẽ lướt anh Phương nha. Không, mùa sau là chị lật mạnh luôn. Lướt hướng dẫn viên du lịch luôn. Không biết lướt được không á chứ cãi dữ lắm. Không thì mùa 1 quá chị hiền lành như vậy, sau mùa 2 chị lật mặt luôn, chị thành một con người khác luôn. Dạ. Con đãi cô ăn đi, con tiền này con mua là con lấy nha. Rồi. Cái số bị ăn hiếp rồi đi với cái thương nào. Lên làm trọng tài luôn mà còn bị người chơi đẩy ra. Nói chung là không biết được đâu thôi. Sao chung... cái lý tưởng là đang tố anh Phương. Khó nói lắm, khó ăn, khó nói lắm. Mày cứ vừa đi, xấu em vừa quá ha. Hồi nãy má bị bụng mới tố xong giờ. Tố xong trời ơi. Mọi người giờ bu lại tố anh Phương hết rồi. Anh thấy sợ mất rượu rượu đi chơi nữa. Đừng có rượu chơi đó má. Đừng có rượu chơi. Cho đẻ thà đưa chỗ em này. Cho mọi người chi quà để tặng cho mọi người của chú Nhi hết. Dạ đây. Không thể quên được bé Lệ. Dạ bé Nhi thì về trước và nhà có việc nha. Bé Nhi bây giờ về xúc trong đêm. Còn bé Lệ là mới tham gia nhưng mà chương trình này lớn hơn nhiều rồi. Hai chị Kiều. Lệ là đợt này là quá xuất sắc luôn rồi ha. Xuất sắc mà. Để rất là đảm đang cố gắng luôn luôn học hỏi giỏi luôn rồi đó, quá trời tuyệt luôn. Sao đợt kỳ tham gia là không có sụt sùi như con sâu bị giường hả? Không, này nó chơi nó thoải mái hơn con sâu bị giường. Con sâu bị giường như là mới lần đầu mới vô cái gặp cái bị khớp nó siết quá, siết quá lại không quen. Cái này là quen rồi, giờ chạy được rồi. Vậy là sao là mình nghỉ dưỡng được là chị Kiều? Thì các em con học để đối đời đó mà chạy lần nữa xong rồi con sẽ được vượt mùa 2 nữa đó, con sẽ được vượt là mùa 2 ba lần nữa đó là chị Kiều làm đạo diễn đạo diễn của con sẽ được vượt mùa 2 nha cô chú anh chị đó, mỗi đứa là một có một vai trò một cái vị trí rồi hú hồn. Đây chị Kiều chị của em làm cái chương trình này vất vả lắm, tối là về tôi ngủ nha là đúng chỉ nha là nằm ngủ liền luôn chú chị, không có 1, 2, 3 nhắm mắt gì á, tôi ngủ nha là ngủ liền, tôi ngủ liền luôn. Không biết trời trăng mây gió gì nữa hết, ngủ liền. Sao chị say nắng nhiều game show lắm mà chị chia sẻ em kỷ niệm mà ở lại sẽ sao thích gì buồn gì hay là ấn tượng gì trong chương trình này, lo gì chương trình đó hả? Chương trình thì tất nhiên là chị làm nhiều chương trình rồi nhưng mà lần đầu tiên mà làm với anh Phương thì cảm thấy nó rất là thoải mái, không có bị áp lực cái gì hết. Chỉ là mình phải luôn luôn cố gắng thôi, là để không có phụ lòng anh Phương cũng như là không phụ lòng bà con cô bác, để cho mọi người có những cái phút giây thư giãn thiệt là thoải mái. Dạ, chỉ có như đó thôi. Chứ làm chương trình ngoài thì nói chung là nó có nhiều cái áp lực riêng mà chỉ có người làm chương trình thì mới hiểu. Nó sẽ nhanh, nó hơi công nghiệp chứ nó có tình cảm như vậy. Chương trình này tình cảm lắm, vui vẻ, dễ thương. Mỗi người một cái kỷ niệm mà riêng, những cái chia sẻ riêng nhưng mà ai cũng rất là tiếc khi phải hôm nay là ngày cuối cùng hết đúng không cô chú anh chị? Dạ. Đây em bé Thắm. Dù là mới gặp nhau có 2 ngày thôi nhưng mà đã thân thiết giống như là lâu lắm rồi. Mấy em Thắm mà sụt sùi bữa giờ kêu ngủ về hả mấy chị, về hả? Ai về về? Sáng tôi đâu về rồi chứ? Sáng tôi đâu về hết rồi còn mấy người. Ai chưa về? Có anh Phương về trước. Vậy hôm nay nhà anh Phương với lại bé Nhi bên gia đình có việc nên là phải về liền trong đêm. Dạ, nên là hôm nay ekip tự quay ngày cuối cùng luôn, tự hành bé Thắm ngày cuối cùng luôn. Cảm ơn bé Thắm nhiều, tuần sau là ekip sẽ quay chương trình Học Để Đổi Đời An Giang á, chắc là sẽ ghé bé Thắm nữa. Dạ, chị gửi lời thăm em với lại cả nhà nha. Dạ. Đó, bây giờ cả nhà nghỉ ngơi một tí xíu, rồi sẽ chuẩn bị lên xe. Dạ, đây, con cảm ơn má Dung.
bữa giờ đã qua chương trình với tụi con. Rất là dễ thương luôn. Thì cũng cảm ơn con của bên Tiên Cương Dừa là cho cái chuyến đi này là thật sự là rất là cực, rất là mệt, nhưng mà có rất nhiều ý thú. Mà những cái trò chơi lưỡng nào tôi cũng la bãi mệt quá, nhưng mà chơi là cười lộn ruột luôn. Má chơi là trời này má mệt quá, má không chơi, nhưng lúc sau thấy chơi vui quá, má cũng không chơi, là cười xỉu luôn á. Dạ, cảm ơn má nhiều. Dạ, cảm ơn má. Dù má là tuổi 90 đó, nhưng mà má vẫn chịu chơi tụi con. Ờ đó, mình bữa nay nói câu này được rồi đó. Dạ, cảm ơn má. Rồi, dạ, đây anh Phong. Không thể nào quên được người anh tài xế rất là dễ thương. Anh Phong đáng yêu lắm, cô chú anh chị để cho anh Phong giới thiệu số điện thoại anh Phong luôn nè. Để mốt cô chú anh chị mà có đặt xe thì sẽ gọi cho anh Phong với anh Phong. Dạ. Số điện thoại của Phong là 0938 363 113. Dạ, anh Phong dễ thương lắm cô chú anh chị. Tại vì anh Phong là được má Dung giới thiệu cho Trang. Phong là hay đi tỉnh với má Dung mà đi chở má Dung đi quay, xong rồi má Dung giới thiệu mà đúng là dễ thương. Thì tài xế là đúng nhiệm vụ là chỉ có chở đàn đi thôi, nhưng mà anh Phong là cứ hết tụi Trang làm, thằng nhóm ekip toàn gái mà, để làm gì anh Phong nó để anh Phong làm cho, có kêu gì không là anh Phong phụ luôn, bưng bê này nọ giùm luôn, rồi xong rồi nấu ăn nữa anh Phong cũng vô phụ bưng rồi chắc như leo rồi. Không, cái khâu nấu ăn là ăn còn chứ có nấu. Nhưng mà dễ thương. Dạ đúng ba, chứ còn thiệt là mấy anh kia mà tài xế tới là nằm ngủ thôi chứ không có, không có phụ đâu. Mình cũng không trách được, tại đó là công việc của người ta phải ngủ, người ta lấy sức ta đi. Nhưng mà anh Phong là anh Phong hỗ trợ tôi. Cái gì mà ấy là nhào vô liền, mình cùng chuyến xe mà chú ha, cùng gia đình mà ha, mọi người ha. Dạ dễ thương lắm, nếu mà có dịp thì cô chú anh chị đi đâu thì cứ gọi điện hỏi chết giá với anh Phong trước. Dạ rồi có gì mình đi thử coi coi Trang nói anh Phong dễ thương thiệt không nha. Cảm ơn anh Phong nhiều. Trang cảm ơn gia đình. Dạ không thấy mẹ đâu, đây. Dạ đây mẹ Trang cảm ơn mẹ. Cho chú Ly được không? Cô ơi, cô ơi, cô nè, hôm qua giờ cô chạy mà, cô trốn á mà. Cô không chịu tham gia chương trình, không chịu tham gia game show, chơi. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, bữa giờ hỗ trợ cho tụi con, đây là mẹ của bé Thắm. Dạ, cảm ơn cô với cả nhà nhiều, tụi con hôm qua được ăn rất là nhiều món ngon luôn. Dạ, mơ mốt mà tập lên sóng tập tập full á, tập đầy đủ á trên kênh chị Dung á, cô với gia đình cùng xem nha. Dạ, con cảm ơn thằng cô. Bye bye, chúc cô với gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thôi bây giờ Trang sẽ tạm biệt người anh Thái. Rồi tuần sau là ekip sẽ xuống An Giang để quay hình nhà bé Trang. Một chương trình của Học Đời Đổi Đời luôn, là anh em sẽ lại kết hợp cùng với anh Thái nữa. Cảm ơn anh Thái hôm nay là đã dẫn dắt cả đoàn được khám phá những cái chỗ hay ở dưới An Giang. Dạ, cô chú anh chị nào mà có dịp xuống An Giang thì cứ liên lạc với anh Thái. Dạ, có gì anh Thái sẽ dẫn đi hoặc là giới thiệu những cái chỗ để quý bà cô chú anh chị mình cùng liên hoan. Dạ. Dạ thì thông qua kênh của em Trang nha cô chú anh chị, thì Thái cũng có đôi lời chia sẻ. Bức xúc hả? Không phải bức xúc đâu. Em Út thì nói chung ra chung cái đoàn của Khương Dừa thì em Út em nào cũng tuyệt vời hết cô chú anh chị. Nói chung ra là sống rất là hòa đồng, không có phân biệt là người này sao người kia vậy. Từ trưởng đoàn là từ bạn Khương Dừa cho đến các em luôn đều rất là dễ thương, rất là hòa đồng. Khi mà có về miền Tây, cô chú anh chị nào muốn liên hệ với Thái thì cứ alo Thái ơi, mình đã về đến miền Tây rồi, đặc biệt là tới huyện Châu Phú rồi, Thái sẽ sẵn sàng đón tiếp nha. Nên là nói chuyện như xịn nữa. Dạ cô chú anh chị mà xem mấy cái game anh Thái chơi, Trang ơi Trang chơi không được đâu, anh biết gì đâu anh chơi. Sao vô chơi mà chơi hơn thua luôn. Chơi rất là hơn thua luôn. Thì ra như thế nào thì cô chú anh chị đợi xem tập 9 nha. Dạ, bây giờ là chia sẻ hết cảm nhận của cả đàn rồi. Còn em á thì trước giờ em làm nhiều chương trình với anh Khương rồi, thì em cũng biết cái tính, cái style làm việc, cái cách làm việc của ảnh như vậy, cái mô típ chương trình như vậy. Nhưng mà thật sự là mình đi rồi mình mới thấy là chương trình này nó dễ thương thiệt. Và những cái trò chơi mà mình kết hợp á, mình để trong đây á là hay vui ở chỗ là ở các cô chú anh chị ở dưới tỉnh nè, họ chơi nè, họ chân chất nè, họ dễ thương. Có nhiều cái họ làm mình mắc cười lắm, mình thấy thương, mình thấy dễ thương lắm. Đó là cái cảm xúc của Trang mà mình xem mà mình quay ở đây mà mình đã mắc cười rồi. Chứ không cần là phải về biên tập edit rồi chỉnh sửa gì đâu. Nên là Trang rất là vui khi mà mình có thể tham gia được một cái chương trình hay nè. Cái thứ hai là ý nghĩa nè, tại vì mình đi mình học hỏi được rất là nhiều. Và cô chú anh chị mà xem cái chương trình này chắc chắn nha, sẽ bỏ tay bỏ túi được rất là nhiều chỗ ăn ngon. Rồi những cái địa điểm hay, những cái hoạt động hay và những cái trò chơi rất là hay, để sau này Tết mình có về hay là mình về nhà gia đình mình có con cháu rồi mình rủ cả nhà tham gia cũng rất là vui luôn. Dạ, xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều.
Bây giờ chia tay anh Thái thì Trang với cả đoàn sẽ tiếp tục về Sài Gòn và chuẩn bị cho tuần sau để chương trình Học Để Đổi Đời. Xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.